Để giờ mình em lại vỡ, làm vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi là xa rồi. Mà đêm tôi hãy dần nơi em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương ấm ấm vào đâu nay, sẽ mang đến cho mình thương và ở về hạnh phúc. Từ những model như 780S này, đây là 780S này anh em nhé. Và bạn nên từ 790 hay là 880, 890 hay là thậm chí nên những cái model đời như kiểu đầu chi như 9100 này, 9500 thì họ làm rất là tốt. Và với ngoại hình họ đã cải tiến một chút. Đó thì anh em có thể thấy là với model là 780S thì là cái mặt này là được màu đen và ngoài này thì là dạng kiểu màu xám inox, nhưng mà thằng này thì là mặt màu xanh và ngoài viền là màu đen. Ra là nó cũng không quan trọng cái vấn đề mà cái mà màu sắc hay là cái viền đâu. Đó quan trọng nhất là cái chất âm cho ra. Thì như anh em biết rồi thì Bayer luôn họ luôn làm rất là tốt về những cái giải cao. Và những cái giải cao của họ thì tiếng rất là sáng. Và như anh em thấy thì Bayer họ làm thiên về mục đích là karaoke gia đình. Đó cho nên là họ chỉ chú trọng vào karaoke gia đình thôi. Đó thì mic của họ thì được cái ưu điểm là thứ nhất là tiếng mic rất là hút mic và tiếng rất là nịnh tiếng nhá. Đó thì anh em có thể thấy là em nói khoảng cách mà nó xa như này mà tiếng nó bắt cũng rất là tốt rồi. Và cái tiếng của mình nói ra nghe nó rất là nịnh tai, nó rất là dễ nghe. Và khi anh em hát karaoke ấy, mà nó cũng hạn chế được cái tình trạng rú rít rất là nhiều. Đó và những cái dòng này thì thứ nhất này là ưu điểm là nhẹ, tiếng nhẹ này, hút mic và tiếng rất là nịnh tiếng này, hát karaoke trong gia đình rất là sướng. Đó. Bây giờ thì em sẽ cho anh em xem ngoại hình của model là TNZSA này, xem nó có gì mà tại sao mà rất là nhiều anh em rất là thích những cái model như thế này. Đó, đây chính là nội thất bên trong của nó, anh em có thể thấy không ạ? Rất là nhiều linh kiện chít, hai hộp sóng to này. Đó, tất cả linh kiện từ những con trở gốm hay những con chip xuất âm đều là hàng xịn nhá. Đó, tụ vàng này. Và tất cả những cái đường truyền tín hiệu sóng ra thì gần như là đều có những cái mà IC bảo vệ luôn. Đó, rất là tốt. Và từ những cái màn hình của nó họ này, làm những cái dây cáp nó cũng quá là tốt luôn ạ. Đó. Và
Ở đây thì em hiện tại đang còn 3 bộ nha anh em nhá. Thì về được 5 bộ thì hiện tại chỉ còn 3 bộ thôi. Đó anh em nhìn từ những cái tem màn hình của nó này. Còn chưa bóc tem màn hình luôn, anh em biết cái độ mới như nào rồi. Chính nút ấn của nó này không hề có cái hiện tượng là phai sơn hay phai màu theo thời gian. Nó rất rất là đẹp. Và màn hình hiển thị xanh nhá anh em nhá. Em quay thì có lẽ là cho anh em không nhìn thấy nó rõ đâu, nhưng mà màn hình hiển thị là màn hình hiển thị màu xanh. Đó anh em có thể thấy này, nó giống y con ở dưới này này. Đó anh em nhìn khi mà con cái con đẩy AH1002 của em mà khi mà phối ghép cái con mà TNZSA này thì nhìn nó có hợp tông các bác. Đó và khi về kết hợp với thêm một con vàng Theta nữa thì quá là đẹp luôn. Và ở cái clip này thì em đang ghép với một con Marani. Đó con Marani này thì rất là nổi tiếng rồi. Gần như là ở các clip trước em bán nó đã rất là nổi tiếng. Về cái fake của nó cũng rất là mượt mà. Con vang này nhá thì nó lại vừa là một con cốt crossover số mà vừa là con vang luôn. Cho nên là cái con vang này ấy, khi mà anh em cảm nhận chất âm nó khác hoàn toàn so với những con vang mà bình dân trên thị trường. Nó sẽ khác hoàn toàn từ nhạc, từ mic, từ cái chất âm ra của nó, từ effect của nó. Tất cả của nó đều khác biệt hoàn toàn. Nó cho ra một cái chất âm rất rất là chuyên nghiệp. Tại vì con này nếu giá bán mới của nó đâu đấy khoảng trên mười mấy triệu các bạn, rất rất là cao. Rồi nhưng mà hàng bãi về nhỉ. Anh em nhìn từ những cái con vang em tuyển chọn các bác có đẹp không ạ? Long lanh luôn, hay những bộ mic của em này. Đó các bạn nhìn đẹp không ạ? Tem ni lông mặt còn chưa còn bóc nhá. Đó và tất cả đồ em bán ấy thì tất cả những cái đồ mà khi mà em bán ra cho các bác thì em đều bảo hành cho các bác là hàng chính hãng. Nếu mà hàng fake hoặc là hàng kém chất lượng em xin đền cho các bác giá trị gấp 10 lần sản phẩm mà em đã bán cho các bác. Đó. Hiện tại thì bây giờ trên thị trường rất là nhiều những anh em mà bán hàng kém chất lượng, hàng nhái trên thị trường. Đó thì là thực sự với các bác là để mà các bác bỏ tiền ra mua cũng là một sản phẩm thôi, nhưng mà khi mà các bác bỏ ra ví dụ như bộ mic này thì giá đâu đấy loanh quanh 3 triệu thôi, các bác mua 3 triệu và các bác nhận lại được giá trị sản phẩm được 3 triệu. Đó kể cả từ con vang nó cũng vậy, các bác mua đó và các bác nhận lại giá trị sản phẩm là hàng chính hãng này, hoạt động hoàn hảo này, không lỗi lầm này. Đó và chất âm rất rất là hay luôn các bạn. Đó thì là bộ mic này giá loanh quanh 3 triệu là full phụ kiện cho anh em luôn. Và từ những cái tay mic của nó thì là đẹp, để gọi là đẹp mỹ mãn luôn, không có gì để chê. Đó thì là khi mà phối ghép cùng với lại một con vang Marani cho chất âm rất là hay. Ở đây bây giờ em sẽ bật tí mic để cho các bác cảm nhận nhé. Đó thì đây là chất âm của dòng mic Bayer với model là TNZSA. Thì thương hiệu này rất là nổi tiếng rồi, chuyên gọi là làm OEM cho những cái thương hiệu như kiểu Bayer. Đó thì bây giờ em sẽ bật fake cho các bác cảm nhận xem là cái fake của con Marani này sẽ hay như thế nào nhá. Và tại sao em vừa test đoạn karaoke em hát lên những cái nốt cao, các bác có thể thấy này, em hát nó rất nhẹ nhàng và tiếng nó rất là bay, nó kéo dài cái đuôi nghe nó rất là thiết tha luôn. Đó thì là cái tiếng của dòng Marani này thực sự rất là hay. Bây giờ em sẽ tăng fake này nhá. Đó các bác có thấy fake chưa? Và em muốn biết nơi trái tim vẫn yêu thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa. Đó các bạn có thể thấy là cái tiếng cái fake của này nó rất là chuyên nghiệp, và khi mà kết hợp với dòng mic Bayer nó cho ra một chất âm sáng và đều ba giảm. Và những bộ mic em không biết là những cái bộ khác hay là thương hiệu khác họ OEM như thế nào, nhưng cái thương hiệu này này họ OEM làm rất là tốt. Anh em thường có thể thấy là Bayer nó hay bị thừa về giá cao, nó sẽ gây ra hiện tượng rú rít rất là nhiều. Đó nhưng mà cái thương hiệu TNZSA này họ có một sự cải tiến nhẹ nhẹ, họ đã cải tiến so với lại những cái dòng phổ thông trên thị trường. Họ đã cải tiến cái giải tép, nó vẫn giữ được lại độ sáng nhẹ nhàng nha, nhưng mà nó sẽ nghe nó mịn hơn, nó sẽ hạn chế rú rít cho anh em. Và em cảm nhận được cái bộ này cái tiếng của nó có vẻ là nó mềm mại hơn so với những cái bộ mà hãng OEM khác trên thị trường, cho nên là em thấy là cái thương hiệu này rất là tốt nè. Đó tất cả những model họ 780S, 790 hay là 880, 890 họ làm rất là tốt. Đó và tay mic của nó thì quá là đẹp luôn. Các bác có thấy không ạ? Em để cái micro mà gần như là sát ngoài như này mà các bác có thể thấy là nó không có hiện tượng rú rít gì. Thì thực sự nó quá là tốt luôn. Đấy, các bạn có thể thấy này, em thu nhỏ lại nha. Loa này, em để gần như là sát này. Quay thì nhìn nó thế này thôi nhưng mà nó rất là sát. Nhưng mà cái hiện tượng rú rít thì gần như là không có luôn. Tại vì cái chất âm họ làm ba giảm nó rất là đều rồi.
cho nên là hiện tượng rú rít gần như không có đâu. Ok, và nếu anh em nào quan tâm về những sản phẩm micro của Beyer hay là những con vang Marani hay là những bộ vang 3G Audio thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhé. Em xin chân thành cảm ơn anh em.